Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em giới thiệu một cái mặt hàng, đó chính là sen đá. Thì cái lĩnh vực này là em sắp sửa sẽ ra mắt đến với cô chú anh chị và các bạn, mong là nhận được sự ủng hộ từ cô chú anh chị và các bạn. Thì cô chú anh chị và các bạn đang thấy là những cây sen đá. Sen đá bên shop em thì sẽ có size lớn, size trung với lại size nhỏ. Ba cái size đó thì tùy cây nha cô chú anh chị. Anh sẽ dao động từ 20.000 cho tới 50.000. Cây rất là đẹp mà giá lại rẻ. Là cô chú anh chị chỉ cần mua từ 4 chậu trở lên là em sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị. Thì tùy size, ví dụ cô chú anh chị lấy size nhỏ thì tầm 20.000, 25.000 cũng có. Rồi size trung 35, 40.000. Size lớn thì 50.000 cho đến 70.000. Tùy theo cây nha cô chú anh chị. Thì tất cả những sen đá này là thuần chậu hết, thuần ở trong chậu. Đó cô chú anh chị thấy sen đá tím, sen đá kim cương, sen đá Tây Phương, Phật Bà, rất là nhiều. Nhiều loại lắm cô chú anh chị ơi. Bây giờ là cả mấy trăm tên, mấy trăm loại sen đá lận. Đó, sen đá móng rồng, sen đá hàm cá sấu, rất là nhiều loại. Cô chú anh chị, em đang lia máy rất là nhiều loại, rất là nhiều chậu. Cô chú anh chị thích cái chậu nào, ở ngay phút thứ mấy á, thì là mình chụp màn hình rồi kết bạn Zalo với em rồi gửi qua em nha cô chú anh chị. Thì em có nhận sỉ với lẻ. Ví dụ như cô chú anh chị nào ở ngay chợ thị trấn Lai Dung thì có thể đến trực tiếp để mình lựa, mình mua nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp. Rồi sau đây là cô chú anh chị cùng ngắm các chậu sen đá nha. Em sẽ lia máy.